content creator đang tìm kiếm một chiếc laptop với một cấu hình cao, một màn hình với độ phân giải lớn và độ phủ màu rộng thì cuộc tìm kiếm này đã kết thúc rồi. Đây là Gigabyte Aero 15, một sản phẩm cực kỳ là phù hợp với những em nào mà đang làm content. Đây là một sản phẩm cực kỳ là tuyệt vời với anh em đó. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Aero 15 là một chiếc laptop với CPU i7-11800H 8x16 luồng với RAM 16GB, ổ cứng SSD NVMe 4.0 và với độ lớn là 512GB. Ngoài ra sẽ còn có cả màn hình RTX 3060 nữa. Nhưng mà điểm đặc biệt của chiếc laptop này đó chính là màn hình của em nó. Đó chính là một màn hình UHD 4K nhé, AMOLED lận. Dạ vâng, để có thể chiếm đoạt được em này chúng ta sẽ cần phải tốn tổng cộng là 50 triệu đồng. Để mà so sánh thì Aero 15 nằm ngay giữa rừng những chiếc laptop gaming với một cấu hình tương tự hoặc là cấu hình cao hơn một chút. Nhưng mà để so sánh với những chiếc laptop cùng với cả cái mục tiêu của em laptop này, đó chính là một màn hình 4K, thì Aero 15 lại là một chiếc laptop rẻ nhất với một cấu hình rất là cao. Và ngoài ra thì Aero 15 này còn có những phiên bản cao hơn nữa. Với mức giá 60 triệu thì anh em sẽ được nâng cấp lên SSD NVMe 1TB và cả màn hình RTX 3070. Và nếu mà bỏ thêm 17 triệu nữa thì chúng ta sẽ đạt được lên là cả màn hình RTX 3080 lận. Về mặt thiết kế thì Aero 15 không đem lại một cảm giác quá là gaming mà lại tạo cho mình một cảm giác như là kiểu một cái siêu xe vậy. Đơn giản tại vì nó không sử dụng những đường chéo, những hình tam giác, những hình thang mà nó là những đường thẳng, thẳng đều nhau và logo Aero ở phần thoáng khí. Và ở phần mặt lưng chúng ta sẽ có một thiết kế kết hợp với nhôm và carbon. Đồng thời sẽ có một logo Aero chỉ là màu trắng chứ không phải là đèn RGB nhé. Về mặt kích cỡ thì chiếc laptop này có độ sâu là 25cm, bề ngang là 35,6cm và bề dày chỉ là 2cm mà thôi. Với một cân nặng chỉ hơn 2,2kg thì mình đánh giá rằng đây là một chiếc laptop có thể đem đi đem lại và không hề là đau lưng một chút nào cả. Với một cân nặng chủ yếu ở phần đáy này thì chúng ta có thể mở chiếc laptop này lên chỉ bằng với một bàn tay. Và Gigabyte còn để sẵn ở đây đó chính là một cái khớp ở đây để anh em có thể nâng màn hình lên một cách dễ dàng. Sau khi mà anh em mở màn hình lên thì anh em sẽ có thể để ý đây là một màn hình 15,6 inch với độ phân giải 4K và độ làm tươi là 60Hz. Đây là một chiếc màn hình thực sự là hấp dẫn, một chiếc màn hình AMOLED. Nó có được cân màu bởi X-Rite và đã đạt được tiêu chuẩn của Pantone. Và điều đầu tiên khi mà mình nhìn vào chiếc màn hình này, thực sự mình cảm thấy rằng tại sao màu sắc nó lại tươi như vậy, mọi thứ nó lại nét như vậy. Đơn giản tại vì đây là một màn hình 4K ở kích cỡ là 15,6 inch mà thôi. Và tất nhiên rồi, những con số không hề nói dối, mình đã sử dụng SpiderX Elite để kiểm tra thông số của chiếc màn hình này. Thì độ sáng maximum của chiếc màn hình này là 400 nit, phù hợp với tiêu chuẩn HDR True Black 400 nit của VESA. Và ngoài ra sẽ còn có độ phủ màu cực kỳ là rộng, 100% giải màu sRGB, 97% giải màu Adobe RGB và 100% giải màu DCI P3, thực sự vô cùng là ấn tượng. Và khi mà mới vừa bóc hộp ra thì chiếc màn hình đã đạt một cái độ chuẩn màu là 2.06 rồi. Và sau khi mà mình chọn đúng profile sRGB của nó thì màn hình này đã giảm cái độ sai màu của nó về Delta E chỉ còn là 0.96 mà thôi. Thực sự cực kỳ là tuyệt vời và phù hợp với những anh em nào đang làm những tác vụ đồ họa. Và tại vì chiếc màn hình này là một màn hình AMOLED, thế nên là khi mà anh em xem phim hoặc sử dụng những ứng dụng ở gọi là chế độ Dark Mode thì cực kỳ là thoải mái và rất là hấp dẫn. Nếu anh em để ý ở đây thì viền màn hình này cực kỳ là mỏng, chỉ 0.3cm mà thôi. Và để đạt được cái độ mỏng như này thì Gigabyte đã đặt cái camera webcam xuống nằm ở dưới đây. Dạ vâng, ở đây chúng ta sẽ có một webcam 720p mà thôi. Và đây sẽ là âm thanh của mình khi mình bấm phím nhé. Và đây sẽ là nếu mà mình bật quạt lên mức to nhất. Anh em có thể nghe được tiếng của mình qua cái quạt này. Bởi vì là cái quạt này nó cũng tương đối là ở mức độ bình thường thôi, không quá là lớn quá. Và bây giờ sẽ là lúc mà mình sẽ thử trường hợp gọi là thiếu sáng. Và đây sẽ là trong trường hợp thiếu sáng. Và nằm dưới cái camera ở đây sẽ là một bàn phím full size, tức là bao gồm cả 5 pad nữa. Mình đánh giá rằng đây là một cái bàn phím có một trải nghiệm rất là cao cấp. Đơn giản tại vì có layout vừa phải này, có khoảng cách giữa các phím tốt này, các lực bấm ổn này và cái độ nảy rất là cao, đồng thời với cả hành trình bấm rất là ok nữa. Ngoài ra thì mình cảm thấy rằng là cái bàn phím này rất là màu sắc với đèn RGB từng phím một có thể điều chỉnh qua Control Center của Gigabyte. Dưới chiếc bàn phím này sẽ là cái touchpad của nó. Đây là một touchpad có kích cỡ tầm trung và rất là mượt, sử dụng Windows Precision Driver, tức là anh em sẽ có thể cảm ứng đa điểm mà không hề gặp một chút khó khăn nào cả. Ngoài ra thì nằm bên trên góc trái này đây sẽ là một cái cảm biến vân tay để anh em có thể đăng nhập một cách nhanh chóng và dễ dàng. Về các cổng kết nối thì bên tay phải chúng ta sẽ có hai USB 3.2 Gen 1, một cổng Thunderbolt 4, một khe cắm SD nhé, chứ không phải là micro SD và cổng cắm nguồn. Bên tay trái chúng ta sẽ có là một cổng HDMI 2.1, một cổng mini DisplayPort 1.4,
một cổng USB 3.2 Gen 1 nữa, một jack audio combo và một jack mạng. Phần đáy của chiếc laptop này tuy là bằng nhựa nhưng mà tất cả các mặt còn lại của nó đều được làm bằng nhôm, dẫn tới một cái cảm giác sờ nắm rất là cứng cáp và chắc chắn. Cái độ flex màn hình thì rất là ít và ở bàn phím thì mình phải dùng lực rất là mạnh hoặc là dùng cả hai bàn tay ấn lực mạnh xuống thì mới có thể làm lún cái bàn phím một chút được. Ở hai góc dưới của bàn phím đây sẽ là hai loa của Gigabyte Iron 15. Mình không biết tại sao Gigabyte làm điều gì mà mình tuy là hai cái loa nằm ở góc dưới như này nhưng mình vẫn có thể cảm thấy rằng âm thanh nó thực sự đang tỏa ra từ chính giữa của cái laptop vậy. Nhưng chất lượng của âm thanh lại rất là đáng để bàn cãi. Mình không thể miêu tả là nó là tệ được nhưng mà cái chất lượng âm thanh nó cứ đanh đanh một chút. Và tất nhiên rồi, thiếu bass. Đây là một cái chất lượng âm thanh mình đánh giá rằng là ok thôi, nó vừa đủ to nhưng mà cái trải nghiệm nghe nó không được là tốt nhất. Mà mình nghĩ rằng đây là một cái vấn đề chung chung về những chiếc laptop Windows mất rồi. Nằm ở dưới đây sẽ là viên pin 99Wh của chiếc laptop này. Và do có một con số lớn như vậy mà Gigabyte Iron 15 có thể trụ được 6,5 tiếng trong những tác vụ bình thường như là lướt web, xem phim, đánh văn bản hoặc là làm tất cả các nhiệm vụ bình thường. Còn khi mà mình chơi game thì chiếc laptop này có thể trụ được đến là 1 tiếng rưỡi mà cơ. Tuy rằng CPU ở đây là CPU i7-11800H, một CPU 45W, nhưng nó có thể hút tận 100W lận. Và trong bài stress test của mình thì nhiệt độ maximum của CPU này là 90 độ ở mức xung 4GHz và giảm dần xuống 3.5. Khi mà cái mức xung nó bị thụt xuống 3.0 thì cái nhiệt độ này đã giảm về một mức nhiệt độ cơ bản và cân bằng ở mức 80 độ C. Còn cảm hình RTX 3060 thì sao? Chiếc card này là phiên bản 90W của nó và nó đạt ở mức nhiệt độ là 80 độ khi mà mình stress test. Khi mà mình stress test thì hai khu vực của khu vực xung quanh nút phím 2 và nút phím 5 lock ở đây rất là mát. Đơn giản tại vì là đây là nơi ở của hai chiếc quạt tản nhiệt của chiếc Iron 15 này. Và phần nóng nhất của cái laptop này khi mà sờ vào đó chính là phần giải ở trên đây với nhiệt độ maximum lên tới là 45 độ C lận. Nhưng một điểm trừ của hệ thống tản nhiệt này mình không biết tại sao đó chính là khi mà nhiệt độ lên mức maximum ấy thì khu vực xung quanh nút chấm phẩy này ở đây đạt lên tới là 41 độ C lận cơ. Và đây lại là nơi mà anh em đặt tay trái lên. Thế nên là sẽ tạo nên một cảm giác tương đối là nóng và tương đối là khó chịu. Và nếu mà anh em để ý ở đây, đó chính là sticker là GeForce RTX Studio. Đơn giản tại vì laptop này là một trong những laptop được Nvidia chứng nhận Studio của họ, tức là sẽ tương ứng một cách 100% với những driver Studio và có thể thúc đẩy nhanh hơn trong tác vụ làm việc được hỗ trợ bởi CUDA, ví dụ như là Adobe Premiere này, Adobe After Effects này, Blender này, hoặc là V-Ray này và rất nhiều các tác vụ khác. Đó là lý do tại sao mà mình hôm nay sẽ stress test cả những tác vụ làm việc như vậy nữa. Dạ vâng, vì đây là một chiếc laptop hướng tới những người làm content, thế nên là mình sẽ test hai phần mềm chính. Đó chính là phần mềm Adobe Premiere Pro và Adobe Photoshop. Mình sẽ sử dụng phần mềm test của Project System. Đây là một hệ thống test của một hãng làm gọi là Desktop Workstation. Và những cái thông tin này sẽ để cho anh em có thể so sánh được với những chiếc laptop khác và những chiếc desktop khác. Với Premiere Pro thì mình sẽ đạt được con số là 529. Còn với Photoshop thì sẽ đạt một con số là 884. Nếu mà để so sánh thì chiếc laptop Iron 15 này có một cái hiệu mức hiệu năng cũng ngang hàng với những chiếc laptop có một cấu hình tương tự hoặc là còn cao hơn một chút nữa. Nhưng mà cái điểm nổi bật ở đây là nó có một chiếc màn hình OLED 4K lận. Dạ vâng, tất nhiên rồi, với một chiếc laptop giá 50 triệu thế này thì nhiều anh em hỏi là liệu nó có chơi game được không? Tất nhiên là có. Nhưng mà mình sẽ test vừa vài một chút tựa game thôi, tại vì 3060 cái màn hình 4K là hơi quá đà một chút. Mình sẽ test ở đây đó chính là tựa game CSGO, Valorant và vui vẻ hơn thì mình sẽ vứt vào đây thêm Battlefield 5 nữa. Với CSGO ở mức setting là 4K cao nhất thì mình sẽ đạt được một lượng FPS là 58 FPS. Còn với Valorant cũng cao như vậy, cũng 4K như vậy thì lượng FPS là 63. Còn với Battlefield thì mình bắt buộc phải giảm xuống mức medium thì mới có thể chơi được, ở mức FPS là bằng 5 FPS. Anh em lưu ý ở đây rằng là mình vừa quay vừa lấy FPS, thế nên là mức FPS có thể cao thêm tầm 10% nữa nếu mà anh em không capture màn hình. Vậy cuối cùng, về lâu về dài, chiếc laptop này có thể nâng cấp được không? Câu trả lời là có. Về tương lai thì anh em có thể thay hai thanh RAM gắn rời của đây để nâng cấp lên, đó chính là 32 hoặc 64GB lận và hai thanh RAM nhé. Và chúng ta sẽ có tổng cộng là hai khe SSD NVMe, tức là hai khe M.2 đó. Thì một khe đã được gắn sẵn một SSD 512GB rồi. Anh em có thể nâng cấp thêm, gắn thêm một SSD nữa vào thanh còn lại ở phía này. Nếu mà anh em là một content creator và thực sự hứng thú với cái sản phẩm này thì mình sẽ để đường link nằm ở dưới mô tả.
Và nếu anh em cảm thấy video này thực sự rất là hữu ích và đáp ứng được cái nhu cầu xem của anh em thì hãy bấm like và subscribe. Và cuối cùng, xin cảm ơn các anh em đã xem video này và hẹn gặp anh em tại một video sau.